Thưa quý vị và các bạn, luật giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường phần đường quy định. Tuy nhiên thì trên thực tế có không ít trường hợp người tham gia giao thông chỉ vì không muốn đi vòng nên bất chấp nguy hiểm, chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho những người cùng tham gia giao thông khác. Chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông là nội dung được đề cập trong mục An toàn là bạn kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên tuyến quốc lộ 57, đoạn thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều người dù biết việc đi ngược chiều rất nguy hiểm, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Những xe chạy ngược chiều từ trong hẻm chạy ngược ra sẽ làm bất ngờ, với lại sẽ xử lý không kịp, có thể gây ra tai nạn rất là nguy hiểm. Mong là anh chị em chạy cho nó đúng lực, đừng có chạy ngược chiều, tại vì khi chạy ngược chiều thì nó gây tai nạn. Thí dụ như lỡ có xảy ra tai nạn thì mình là người thiệt thòi nhất, mình gây tai nạn làm ảnh hưởng tới cái những phương tiện mà người ta đi đúng lực. Ủy ban xã sẽ tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân. Ủy ban xã thì cũng mong muốn là phòng cảnh sát giao thông tỉnh sẽ thường xuyên tuần tra để nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông tốt hơn. Đây không phải là tình trạng cá biệt, mà tình trạng chạy ngược chiều trên tuyến lộ có giải phân cách diễn ra rất phổ biến, nhất là trên tuyến quốc lộ 1, đoạn gần khu công nghiệp Hòa Phú. Trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Vĩnh Long tăng cường tuần tra xử lý hành vi vi phạm này. Tuy nhiên, khi có lực lượng cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành. Còn khi vắng thì mọi chuyện đâu dẫn vào đấy. Theo Nghị định 100 năm 2019 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi là đi ngược chiều, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều. Hiện nay một số trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều diễn ra rất là phổ biến, nhất là trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 57. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành dừng một điểm để kiểm soát, kiểm tra là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chạy ngược chiều khi tham gia giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Để ngăn ngừa tình trạng chạy ngược chiều trên tuyến quốc lộ, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền tuần tra xử lý, cũng cần sự tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Và đừng vì nhanh một phút mà chậm cả đời, bởi tính mạng con người là trên hết.